chất liệu sứ bền vững, không chứa kim loại nặng. Trên đây là top 5 mẫu khay đựng mứt Tết sang trọng cho dịp năm mới 2022. Khay đựng mứt Tết bổ công anh men kem gồm các bộ khay nhỏ tách rời nhau, thiết kế hiện đại, sắc men kem trang nhã, thích hợp với mọi không gian. Hình ảnh bông bồ công anh mềm mại, đại diện cho một cuộc sống đầy hy vọng, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Khay có thể tích lớn, chứa được các loại mứt, hạt dưa, kẹo bánh, các loại hạt dinh dưỡng, nắp đậy chắc chắn, bảo vệ bánh kẹo khỏi sự xâm nhập của kiến bọ, côn trùng. Khay mứt men kem đào đỏ là hình ảnh hoa đào quen thuộc, báo hiệu Tết đến. Màu đỏ của hoa đào điểm xuyến trên nền men kem mang không khí rộn ràng của một năm mới đầy màu sắc. Khay được cách điệu bằng những đường gân nhỏ bắt mắt, vừa tạo điểm nhấn cho khay mứt Tết, vừa tạo độ chắc tay khi sử dụng. Khay gỗ đi kèm hỗ trợ việc di chuyển đơn giản, nhanh chóng, hạn chế chảy xước. Khay đựng mứt Tết phù dung phú quý. Khay đựng mứt vẽ phù dung kiêu sa, dịu dàng là sự lựa chọn ưa chuộng của nhiều chị em. Phù dung còn mang ý nghĩa của vinh hoa phú quý trong phong thủy. Sự trẻ trung trong họa tiết và màu sắc của khay mứt phù dung thích hợp trong không gian phòng khách hiện đại. Sắc sứ sáng màu nhưng dễ dàng vệ sinh, khó bám bẩn, giúp chị em tiết kiệm thời gian trong những ngày Tết bận rộn. Khay đựng mứt Tết mai trắng men xanh coban. Nổi bật là hình ảnh hoa mai vẽ chim mềm mại, nền men xanh coban hòa cùng sắc sứ trắng tinh khiết, mang đậm vẻ đẹp cổ điển của xứ gốm Bát Tràng. Khay mứt Tết mang đậm bản sắc truyền thống, có thể kết hợp bên trong giỏ mây tre đan hoặc đế gỗ, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa những chất liệu cổ truyền, giúp khay mứt trở nên nổi bật và sang trọng. Để sở hữu các sản phẩm khay mứt Tết giá tốt, chất lượng cao, chính hãng Bát Tràng, liên hệ ngay gốm xứ Bảo Khánh qua hotline 0798 252 252 hoặc trực tiếp tới địa chỉ số 14 đường Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.